Trọng kính thầy Sáu, quý ông bà cố, quý ông bà và anh chị em thân mến, trong ngày đầu năm chúng ta đặc biệt là được sự ưu ái của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ là chọn ngày 1 tháng 1 hàng năm để mừng kính trọng thể thánh lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mà nói Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, một cụm từ gồm 4 chữ ghép lại với nhau mà đọc một lượt mà nôm na mà gọi là nhanh, giống như cha Nicholas Duy có chia sẻ trong đêm Giáng sinh là phải từ từ chậm rãi và suy nghĩ từng chữ, thì chúng ta sẽ thấy 4 chữ ghép với nhau: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, hay Đức Mẹ Thiên Chúa, hay là Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, thì không phải là Đức Mẹ là Mẹ của Đức Chúa Trời. Không phải như vậy. Bây giờ nếu nói nôm na, bây giờ cho nó giật gân một chút xíu, nói là con sinh ra lại không có cha, không có mẹ, mà đến từ đâu đó thì tất cả chúng ta ai cũng ngạc nhiên, không được, không thể nào được, bởi vì là con người sinh ra là phải có cha có mẹ. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp, thì chúng ta nói Đức Mẹ sinh ra bởi bà Thánh Anna. Mà nếu chúng ta cứ đi dần dần về trở ngược về từ từ mọi nguồn, thì chúng ta cũng biết đâu là mọi nguồn của Đức Mẹ, đâu là ông bà thật sự đầu tiên của Đức Mẹ. Và chúng ta trở về với một con người mang tên Jesus Kitô, đơn thuần thôi, một con người chưa nói gì về bản tính Thiên Chúa của Ngài, thì chúng ta sẽ hình dung ra được và thấy rõ ràng là có một người mẹ sinh ra Chúa Giêsu mang tên Jesus Kitô, đó là Mẹ Maria. Rõ ràng như vậy. Và nếu chúng ta cứ đi về cái con đường mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô là con người, chưa nói về cái thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, thì chính những giáo hội cải cách và giáo hội Tin Lành họ chống với giáo hội Công giáo của chúng ta. Và vì thế họ chỉ cho rằng Chúa Giêsu Kitô chỉ là một con người mà thôi, không có mang một bản tính gì cả về Thiên Chúa. Bởi thế giáo hội Công giáo của chúng ta mới mạnh mẽ mời gọi triệu tập tất cả các giám mục và các thần học gia lại để mà ngồi lại với nhau, để mà làm sao để nhắn nhủ cho những người Công giáo thời đó và cho những người Công giáo trong tương lai để đừng có bị làm giáo. Bởi vì nếu chỉ đi xuống một chiều cho rằng Chúa Giêsu Kitô chỉ mang tính con người như chúng ta mà thôi thì quá sai, đi quá sai. Và nếu đi như thế thì họ mất đi cái màu nhiệm Giáng sinh, màu nhiệm nhập thể, ngôi hai xuống trần làm con người để cứu độ chúng ta. Vào năm 321 của giáo hội chúng ta, 300 năm sau, giáo hội mới mạnh mẽ làm dữ dội để đưa ra một cái định luật mới, hay nói nôm na chúng ta gọi là một tín điều mới, mà khẳng định bản tính của Đức Mẹ Maria và khẳng định luôn thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Dĩ nhiên trong 300 năm vừa qua, 300 năm đó, lúc nào giáo hội Công giáo cũng chúng ta cũng đi song song hai chiều, là Chúa Giêsu Kitô vừa mang bản tính của con người, vừa mang bản tính của Thiên Chúa. Đó là điều không thể phủ nhận được cho tới ngày hôm nay và trường tồn mãi mãi. Nhưng đến năm 321, giáo hội chúng ta mới mạnh dạn để công bố cái điều mới, và từ đó đưa vào trong kim tiên kính của chúng ta. Chúa Giêsu có hai bản tính: bản tính con người và bản tính thiên tính, Thiên Chúa của Ngài, chứ không phải chỉ có một như giáo hội cải cách, giáo hội Tin Lành đi mà thôi. Và bởi vì nhấn mạnh hai thiên tính, bản tính của Chúa Giêsu
là thiên tính và nhân tính của chúng ta. Cho nên giáo hội mới nâng Đức Mẹ lên ở một địa vị cao trọng. Và vì mẹ là mẹ của Chúa Giêsu Kitô và không muốn đánh mất cái bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, cho nên giáo hội mới nói Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là một con người có bản tính của Thiên Chúa, Ngài có cả hai, cho nên mới đặt cái cụm từ đó. Nhưng cụm từ đó đừng hiểu sai là mẹ, là mẹ của Đức Chúa Trời, mẹ của Chúa Ba Ngôi. Đức Mẹ không thể nào là mẹ của Chúa Cha và mẹ của Chúa Thánh Thần được. Hay nói nôm na là Đức Mẹ là mẹ của Đức Chúa Trời, không được. Cho nên chúng ta nhớ trong giáo hội chúng ta có những mầu nhiệm, mà mầu nhiệm là liên quan tới mầu nhiệm Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ là mẹ của Chúa Con, đúng. Nhưng Đức Mẹ không thể nào là mẹ của Chúa Cha và cũng không thể nào là mẹ của Chúa Thánh Thần. Muốn nhấn mạnh đến thiên tính của Chúa Giêsu Kitô nên giáo hội có thánh lễ ngày hôm nay đầu năm để đưa mời gọi chúng ta trở về với bản tính loài người của chúng ta, để nhận ra được sự yếu đuối của chúng ta và xin Thiên Chúa chúc lành cho sự yếu đuối của chúng ta và ban cho chúng ta thêm sức mạnh để chúng ta tiếp tục sống tốt trong năm mới. Và sống tốt trong năm mới đó để chúng ta được cái ơn thiên của Chúa, ơn của Thiên Chúa xuống với chúng ta và hướng chúng ta trở về với thiên tính của Chúa. Đó là một ngày sau cùng chúng ta sẽ trở về thiên đàng và ở bên cạnh Ngài. Cho nên một lần nữa con xin mời quý bà anh chị em chúng ta ôn lại để chúng ta biết được rằng khi giáo hội đọc trong Kinh Thánh Kinh hoặc là giáo hội đọc trên bàn thờ về Kinh Nguyện Thánh Thể, Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa, thì chúng ta hiểu, phải hiểu rằng giáo hội muốn nhấn mạnh chúng ta đến thiên tính của Chúa Kitô ngôi hai. Và vì Chúa Kitô ngôi hai là Thiên Chúa, cho nên giáo hội lòng những cái câu đó đi vào với nhau, chừng đó với nhau, để giúp cho chúng ta thấy được rằng chính Đức Mẹ cũng là một người được Thiên Chúa tuyển chọn với một tước hiệu quan trọng như thế. Và nói đến tước hiệu quan trọng của Đức Mẹ thì ngày hôm nay, sáng hôm nay con có dạo quanh nhà thờ, con có lì xì Đức Mẹ Guadalupe. Và con biết rằng sáng hôm nay vào 11 giờ sáng là một thánh lễ đặc biệt trong một năm. Những năm qua chúng ta có những giờ lễ khác nhau, nhưng năm nay với sự hiện diện của ba linh mục là cha Nicholas và cha Ismail, chúng con mới nâng lên thánh lễ có tiếng Việt và có tiếng Mẽ. Và đặc biệt vào 11 giờ trưa, và con thấy sự hiện diện của bà chị em rất là đông đủ, cho nên con biết rằng chúng ta có cả ngày, không có đi đâu cả, chỉ có muốn ở trong nhà Chúa ngày mùng 1 mà thôi. Cho nên con sẽ giảng thêm nửa tiếng nữa về Đức Mẹ Guadalupe. Con cũng nói tiếng thôi, nhưng mà thật sự con muốn nói một chút xíu Đức Mẹ Guadalupe về tước hiệu của mẹ, để chúng ta thấy vai trò của Đức Mẹ trong giáo hội của chúng ta. Ít gì mà chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau trong ngày đầu năm, và đặc biệt là những tháng 12 vừa rồi, thường ngày 12 tháng 12 chúng ta mừng Đức Mẹ Guadalupe, nhưng chúng ta có thể chưa hiểu rõ về những ý nghĩa thiêng liêng của bức tranh này. Và cũng xin lỗi là tại vì con không có báo trước cho em Matthew để có thể đưa tranh lên trên màn hình, nhưng chúng ta ngồi lúc này chúng ta sẽ nhìn Đức Mẹ ở bên kia. Vào năm 1531, dễ nhớ lắm, chúng ta nhớ năm 1533, năm đó các nhà truyền giáo từ châu Âu đặt chân đến Ba Lạc Thanh Hóa cửa bạn để truyền đạo Công giáo vô nước Việt Nam của chúng ta. 1533 thì sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe ở bên Mẹ Tây Cơ vào năm 1531, hai năm trước đó. Tại sao có câu chuyện này? Chúng ta nắm lại một chút xíu. Ở cái mảnh đất lúc đó của người Mẹ
Bây giờ chúng ta là người mẹ, nhưng mà lúc đó nó là của các bộ lạc, các bộ tộc. Và vì các bộ tộc họ sống trong cái du mục của họ là họ đi đó đi đây từ ngày này qua ngày kia. Và chúng ta biết rằng chúng ta trở về với Việt Nam, chúng ta nhớ những cái bộ lạc hay là các người thượng di cư từ nơi này qua nơi khác. Thì trong những trưởng làng, trưởng tộc đó có một người chúng ta gọi là sám hôn, giống như là trạng quỳnh của chúng ta. Chúng ta gọi là một cái người là tiên tri, nói tiên tri. Thì trưởng bộ lạc đó mới nói rằng nếu như đến một lúc nào đó mà chúng ta thấy một con chim đại bàng đậu trên nhánh cây xương rồng tại một vũng lầy, thì đó là cái nơi để cho bộ tộc đó, bộ lạc đó định cư mãi mãi. Bởi vì họ sống du mục, cho nên đến vào một cái thời điểm nào đó trong lịch sử của Mẹ Tây Cơ, thì đúng như thế, con chim đại bàng đậu trên nhánh cây xương rồng tại một vũng lầy. Và từ đó bộ lạc đó họ dừng chân tại nơi đó, là Gia Mê Thách, là bộ tộc Gia Mê Thách. Thì họ dừng chân nơi đó, và từ đó họ chọn cái mảnh đất đó để họ sống. Họ không đi đâu nữa, chỉ có cái bộ tộc đó thôi. Giống như chúng ta nói năm nay là người Kiên, dân tộc Kinh, dân tộc Mường, dân tộc Hơ Mông này kia đó. Thì dân tộc Kinh của chúng ta chỉ vì tại đó cho đến ngày hôm nay là trên gần như 90% là dân số của người Việt. Thì bộ tộc đó họ chọn mảnh đất đó, và khi họ chọn mảnh đất đó thì họ bắt đầu tìm mọi thứ để họ lắp cái vũng lầy đó lại. Và họ chọn những cái vùng xung quanh, những mảnh đất xung quanh, và dựng lên những cái liều trại, và cuối cùng họ sống định cư ở đó. Vì họ sống định cư ở đó cho nên các nhà truyền giáo ở bên châu Âu mới trở sang nước Mẹ Tây Cơ, giống như cái thời họ đến với nước Việt của chúng ta. Và họ chọn cái mảnh đất đó, họ truyền giáo. Và cũng chính trong cái mảnh đất mà cái sám hôn đó, từ đó mọc lên các nhà thờ Công giáo. Nó có một cái lịch sử rất là hay từ cái truyền thống như thế. Và các cha dòng Francisco họ đến, họ đặt chân tại cái mảnh đất mà Gia Mê Thách đó, bộ tộc đó. Và từ đó họ truyền đạo cho những bộ tộc này. Nhưng chúng ta nhớ một điều, họ bộ tộc, bộ lạc này họ rất là ác. Họ xây lên hai kim tự tháp, gọi là kim tự tháp mặt trời và kim tự tháp mặt trăng. Và hàng năm vào các ngày lễ của họ, họ giết người, họ lấy máu và họ tế trời, tế thần của họ. Thần mà chúng ta gọi là thần riêng của họ thôi. Và bởi vì thế là hàng năm họ giết hàng ngàn người để tế sống cho cái vị thần của họ. Và đạo Công giáo của chúng ta bắt đầu đi vào trong bộ tộc đó, mới nói với những người bộ lạc đó là đây là một sự giết người dã man và không nên làm. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô, con của Đức Mẹ, và những cái truyền đạo của chúng ta để đưa con người đến cái sự sống, giải thoát những cái tà thần mê tín dị đoan đó. Rồi từ từ những người bộ lạc đó họ trở về, và trong đó có những người bộ tộc của Gia Mê Thách, và họ trở thành người Công giáo. Và người mà được Đức Mẹ hiện ra đó là Thánh San Diego, Diego hay gọi San là Thánh, Thánh Diego. Và chính Thánh đó là xuất thân từ bộ tộc đó luôn, được chọn, được Đức Mẹ chọn. Đến đây thì con xin nói về sự kiện của Đức Mẹ. Đức Mẹ hiện ra với Thánh San Diego. Và từ đó cái sự kiện như chúng ta biết về câu chuyện của Đức Mẹ Guadalupe, chúng ta có thể lên trên YouTube, tức là YouTube, và chúng ta tìm hiểu thêm về Đức Mẹ Guadalupe. Nhưng con chỉ xin nói về ý nghĩa của bức tranh, thì câu chuyện đó chúng ta có thể nắm được rồi. Nhưng cái câu chuyện của bức tranh chưa có trên mạng nói nhiều, thì con xin nói về bức tranh này. Nhìn đến bức tranh này, những người bộ tộc đó, và khi Đức Mẹ hiện ra có bức tranh này, thì từ cái ngôn ngữ của người bộ tộc đó, họ nhìn qua bức tranh, họ biết được rằng đây chính là mẹ của Mẹ Chúa Trời, mẹ của một Thượng Đế cao hơn thần của họ đang thờ, đó là thần dữ, thần mặt trời, mặt trăng, vân vân. Cao hơn, đây có một vị thần nào đó mà siêu vời hơn những vị thần của họ. Chính vì thế người phụ nữ này phải tôn thờ cả vị thần đó, chính là Thiên Chúa, Đức Chúa Trời và Đức Mẹ tôn thờ. Và chúng ta biết sở dĩ có bức tranh đó là qua câu chuyện là Đức Mẹ nhờ
Thánh Diego đi lên một cái cánh đồng rơm đó để mà hái hoa hồng về, hái hoa, và từ đó có bức tranh của Đức Mẹ trong chiếc áo. Và nói đến bức tranh này thì chúng ta thấy đây là bức tranh từ trời. Bức tranh từ trời. Đức Mẹ Fatima hiện ra, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Lộ Đức là những Đức Mẹ cho con người nhìn thấy Mẹ hiện ra. Với cái sự hiểu biết của con người và trí nhớ của con người, nói với các họa sĩ để tác, để vẽ lên, họa lên cái bức tranh của Đức Mẹ Fatima, La Vang hay là Đức Mẹ Đức v.v. Nhưng Đức Mẹ Guadalupe là một bức tranh tuyệt tác đến từ trời, không một người nào vẽ. 1531. Và tính theo khoa học, cái vị trí mà đúng Đức Mẹ hiện ra là trung tâm của vũ trụ, trung tâm của toàn cái thế giới của chúng ta, trung tâm của quả địa cầu, đó là nơi Đức Mẹ hiện ra. Và chiếc áo của Đức Mẹ mà nếu chúng ta để ý chúng ta nhìn thì tất cả những cái vì sao kim tuyến lóng lánh trên chiếc áo của Mẹ, thì những cái ngôi sao đó nếu chúng ta cộng lại theo tất cả các cái đường truyền, đường nối lại với nhau, thì đúng là những cái vị trí mà ngôi sao hiện ra trên bầu trời không gian của chúng ta vào ngày 12 tháng 12 đó, năm 1531. Và chiếc áo của Đức Mẹ Hằng có cái viền màu nâu. Đối với người Bộ Lạc, khi nhìn vào cái viền màu nâu này, họ chưa có ngôn ngữ của họ, nhưng mà họ ngôn ngữ của họ là những bức tranh để họ nhìn vào những màu sắc mà nhìn vào. Và một người phụ nữ mà có cái viền màu vàng, màu nâu ống ánh đó là một người thiên, một người từ trời đấy. Rõ ràng Đức Mẹ được tuyển chọn. Và một người phụ nữ mắt nhìn xuống chứ không nhìn lên. Một người thiên như vậy mà nhìn xuống có nghĩa là có một người nào đó cao vời hơn Mẹ, cao hơn, cao vời hơn người phụ nữ này, và đó là Đức Chúa Trời. Và họ tin là như thế. Rồi những cánh hoa hồng mà Đức Mẹ chắp tay lại và đặt ở trên bụng của Đức Mẹ, đó là cánh hoa mà đối với người bộ tộc đó để diễn tả rằng một người phụ nữ đang mang thai. Đó là Chúa Giêsu chúng tôi. Và tính theo cái đường vị trí của cái vị trí của Đức Mẹ đứng và những cái tấm áo của Đức Mẹ, thì họ đoán được người đang trong cung lòng của Đức Mẹ là con trai và bao nhiêu tháng. Bức tranh này được lưu tại đền Đức Mẹ Guadalupe tại thành phố Mexico. Và nếu chúng ta để ý kỹ hơn, trên ánh mắt của Đức Mẹ đi phóng ra thì họ thấy được toàn bộ bức tranh mà ngày hôm đó Thánh San Diego đi vào gặp Đức Giám Mục, và bức tranh hiện ra như thế nào. Thì lúc đó ánh mắt của Đức Mẹ thâu lại hết toàn bộ những gì đã diễn ra trước Đức Mẹ, ánh mắt của Đức Mẹ. Và nhà khoa học họ đi nghiên cứu để đem bức tranh này đến là một việc gọi là viện nghiên cứu của bên Mẹ Tây Cơ, và họ đo được dù cho bức tranh này đặt với khí hậu lạnh hay khí hậu tuyệt nóng, nhưng bức tranh này lúc nào cũng có giữ một nhiệt độ của con người ở độ 37 độ C. Dù cho lúc nào đi chăng nữa, thì chúng ta thấy đây là một bức ảnh thiêng liêng, và đúng là ảnh của Đức Mẹ, và ảnh này là ảnh của trời. Vân vân và vân vân. Nhưng con sẽ kể thêm nhiều trong tương lai để chúng ta thấy được rằng đây là ảnh từ trời đến. Và vì thế Giáo hội Hoàng Vũ và đặc biệt Giáo hội của châu Mỹ của chúng ta chọn Đức Mẹ Guadalupe là bố mẹ của toàn châu Mỹ. Con xin mở giấc mặt nói tới châu Mỹ, chúng ta học, chúng ta ý, có Bắc Mỹ và châu Mỹ. Người bản xứ ở đây vẫn gọi là hai châu, châu Bắc Mỹ và châu Nam Mỹ. Còn người Việt Nam là nhiều khi học lịch sử thì chúng ta chỉ nói có một châu duy nhất mà thôi, đó là cả châu Mỹ, là toàn bộ luôn cả Bắc và Nam. Nhưng mà nếu người bản xứ ở đây hỏi cha John Rodley, cha già, thì ngài vẫn nói là tính là hai châu, châu Mỹ Bắc và châu Mỹ Nam. Rồi chúng ta có thêm châu Á, chúng ta có thêm châu Phi, chúng ta có thêm châu Úc, rồi chúng ta có thêm châu Âu, sáu châu. Và một châu nữa đó là Nam Cực, nếu chúng ta đi xuống Nam Cực để xem là bảy châu. Và
nói đến đây thì chúng ta thấy Đức Mẹ được chọn làm mẫu nạp của châu Bắc Mỹ và châu Nam Mỹ hay là toàn nước Mỹ. Và riêng giáo phận quận Cam của chúng ta chọn Đức Mẹ qua Đức Mẹ là mẫu nạp luôn. Trong cái tâm tình ngày đầu năm như vậy để chúng ta thấy được sự thiêng liêng của Đức Mẹ. Và vì thế đặc biệt là chúng ta thương mến Đức Mẹ và với tất cả những tước hiệu của Đức Mẹ để chúng ta chạy đến với Đức Mẹ hơn. Và chúng ta cũng khoảng cầu xin với Đức Mẹ La Ta của chúng ta thêm. Tuy nhiên trong Đức Việt chúng ta có rất là nhiều Đức Mẹ Tà Bao, Đức Mẹ Thăng Thiết, vân vân và vân vân. Và vì gần đây là Đức Mẹ ở núi gì đó? Núi Cọ hả? Núi Sam đi. Không biết anh Lâm á? Dạ. Núi cuối gần đây nhất chúng ta có hiện tượng của Đức Mẹ núi cuối. Và chúng ta đến với Đức Mẹ để chúng ta thấy một điều gì? Thánh Agustino nói, nếu chúng ta nhìn bên phải của Đức Mẹ, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô. Và nếu chúng ta nhìn kế bên Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thấy hình ảnh của Mẹ của Ngài. Vậy ước chi mọi người chúng ta sống với tâm tình của Đức Mẹ. Chúng ta suy đi nghĩ lại tất cả những điều gì mà Chúa nói với chúng ta. Đừng nghe những điều mà thầy bói nói. Chúa nói với chúng ta để chúng ta suy đi nghĩ lại và từ đó chúng ta làm một cuộc hành trình trong đời sống đức tin của chúng ta và chúng ta tiến bộ hơn về đời sống đức tin và ở đó chúng ta sẽ đem cái niềm tin của chúng ta đến cho những người chưa nhận biết Chúa, đặc biệt là chưa nhận biết đến sự thiên tính của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ của Ngài. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.